Qua ơi, cái chuyện tình mà ông tài xế gì đẹp trai á mà hồi trước qua kể con nghe đó. Rồi Qua kể vậy lại đi cô để ba. cô ba kể cho con với là nào ngay để kể cho quý vị nghe một câu chuyện này nè. Hồi nói thiệt với quý vị, hồi hồi xưa lúc đó em còn con gái cái sông đàng hoàng á, nào ngay là hồi trước á, là cái anh tài xế này là anh có một người chị gái, là hồi đó em thì có một người anh trai, mà trong khi hồi đó tính anh trai của em là quen cái chị của cái anh này nhưng mà không có được tuổi đó. Xong đàng hoàng cái anh này em mới qua nhà anh này, kiểu như không có qua nhà, là em qua nhà kế bên là bà con bên má em, qua kế bên cái anh này thấy em ảnh mới để ý, ảnh mới thương. Mà trong khi ảnh nói thiệt với quý vị là ảnh thương em nay cũng mấy năm, 3 năm, mà trong khi hồi đó nói thiệt với quý vị là em có thương một người là anh tài xế này, nhưng mà nói thiệt với quý vị thương lắm, mà cái anh này cũng thương em nữa. Mà vì kiểu như cha mẹ bây giờ phải trả hiếu cho cha mẹ, chứ cái người này thì em không có yêu, em không có thương. Mà cha mẹ bây giờ em nói thiệt với quý vị nghe là áo mặc làm sao sao qua khỏi đầu. Ba má mới nói vậy, bây giờ là ba má bây giờ quyết định là gả con cho ở đây chứ còn không có gả tài xế. Em mới nói là mới nói với anh tài xế, anh Tư ơi bây giờ anh nói cho em nghe, bây giờ nói thiệt với anh hả, cha mẹ bây giờ là mẹ má em là mang bầu thai em 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau 3 năm bồng ẵm, nhai cơm mà lừa thóc, nhai cá mà lừa xương, nuôi con cho đến lúc trưởng thành đó. Bây giờ em vì chữ hiếu phải bây giờ phải chấp nhận, bởi vì người không yêu em phải gọi là chồng. Nói thiệt với quý vị em khóc thầm đó, vì cái người em yêu. Em hồi xưa giờ là em nói thiệt với quý vị cũng đã biết bao nhiêu người, mà em không có yêu ai giáo, em không có thương ai, em chỉ yêu một người tài xế, mà người đó người ta đàng hoàng lắm, nói nào ngay hầu đó giờ nói thiệt với quý vị nói chuyện, chứ còn chưa bao giờ mà cái anh tài xế mà nắm tay em là không có luôn, nói chung là không có gì hết, nói chuyện thì vẫn nói em tiếp. Mà anh tài xế này em có nói như vậy, em nói anh Tư ơi, anh là một người tài xế, anh từng đi đây đi đó khắp cả bốn phương, mà anh không lẽ anh không quen được một cô bạn gái nào mà để anh chọn em. Cái anh tài xế này, anh Tư này, anh mới có nói với em, anh nói là biết rằng là anh từng đi đây đi đó khắp cả bốn phương, nhưng mà anh chỉ chấm em, tại vì em tuy mặc dầu em là tướng tá cù lần mà lời lẽ em nói chuyện rất là hay đó. Rồi mấy nói em có gì đâu mà gọi là hay, cái ổng mới nói là nói thiệt với quý vị em thương tài xế này nè, nói thiệt quý vị đám hỏi em là cái bằng tháng tháng 8 mà tháng chạp mới cưới, nói thiệt chị với quý vị em khổ lắm, em khóc hoài vậy. Em mới nói vậy nè, thì cái ông tài xế nào ngay lúc em đám hỏi em thì bữa bữa 12, mà cái ông tài xế này là qua bữa rằm, là trong khi ổng qua là lúc em không có nhà sau ba rồi, ngày hả? là không có nhà rồi bắt đầu có bà chị dâu em, lúc đó em chắc em vô ruộng hay gì đó. Dù gì chị hai em nói lợi là em gái ơi, có một người này nè, anh Tư này nè, em này nè, Tiên này nè, là ở bên nói vậy là đầu thấy luôn á, anh Tư này là em trai nè, tên Tiên nè, trời ơi, chờ em lâu quá, nói em trách em, nói trách em mà tại lý do em sao mà em lấy chồng mà em không có cho anh Tư này là hai. Cái em mới nói là chị hai ơi thông cảm cho em, là nói anh Tư này tại vì em nói thiệt với anh Tư này, vì em bây giờ làm sao em có thể nào áo mặc sao qua khỏi đầu, vì phải vâng lệnh cha mẹ, vì trả chữ hiếu cho cha mẹ đặng đẹp mặt nở mày, chứ nở lòng nào mà bây giờ em thì nếu mà em thương anh Tư này thì cha mẹ em như thế nào, em suy nghĩ biết bao nhiêu quý vị, em suy nghĩ dữ lắm. Thành ra em nói thiệt nằm đêm lắm, lúc em biết rằng là em bây giờ người em không thương mà em phải gọi là chồng, nói thiệt chứ quý vị. Rồi cái anh Tư này có nói, lúc mà anh có nói với chị dâu của em, quy nghe quý vị mới nói là thôi bây giờ nói thiệt chứ nếu mà sau này mai kia mốt nọ mà em mà lấy chồng nếu mà không hạnh phúc thì anh Tư sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón em. Nhưng mà từ ngày đó tới bây giờ là nói thiệt quý vị, tại vì em đâu có xài điện thoại, mà anh Tư đó đó với em này cũng không có xa, nhưng mà tại vì giờ không có liên lạc được. Nói thiệt với quý vị cái anh Tư đó là lúc nó nào ngay là em gái của em, nó dạy mai, là trong khi dạy mai mà cái người dạy mai đó là ở bên Bà Lư á, rồi trong khi có mời em đi đi chung với là em gái em đi cũng đông lắm, rồi qua trong khi gặp cũng gặp anh Tư đó, gặp anh Tư đó rồi cái nào ngay rồi má anh Tư đó, rồi thì quý vị và cũng đây cũng dạ thưa bác hai, rồi cái má của cái anh Tư đó mới nói là thôi con ngồi đi đi để bác vô bác kêu Tiên nó ra cho con nói chuyện. Rồi thì quý vị hả là ngồi cũng nói chuyện, mà cái anh Tư này mừng lắm, ngồi mà nói chuyện mà nhìn hoài à, mà lúc đó nào ngay tại vì anh Tư này có gia đình sau em quý vị, em có gia đình trước,
cái xong đàng hoàng mà đâu có biết, mà lúc đó em là lúc đó em biết chia tay chứ em cũng quên nữa. Rồi xong đàng hoàng cái mấy đứa em mới ghẹo nói là à, thôi bây giờ á chị Ba ơi, lên cho anh Tư chở cho chị về, mà nói thiệt quý vị hả, sao mà dám, là trong khi đó anh Tư nó có gia đình mà em này có gia đình rồi, mà nói thiệt chứ trong tâm của em á, nói thiệt em chỉ là yêu của một người thôi. Em nói thì quý vị, em không yêu thương ai thì thôi, em mà thương một người thì em thương nó thì em thương trọn luôn, em không bao giờ mà em phản bội. Tuy mặc dầu em xấu em lại kia nhưng mà lòng của em không bao giờ, em thương ai là em thương cho trót. Cô biết nhà của bác tài xế không? Biết. Biết. Là bây giờ bác tài xế còn ở đó không hay là đi đâu rồi? Nào ngay bây giờ biết sao không, con bị gì á, lộ giờ phóng lớn, thành ra giờ cô Ba bị gì á, bây giờ đâu có qua bên đó làm gì. Hồi trước con biết sao không? Tại vì bà con với bà nội là lâu lâu cái qua bó chổi á quý vị, đem chổi qua bên đó bó á quý vị, đem qua đó cái chỗ đó bó chổi, cái ví dụ như tước được cỡ chừng chục cây, cái má em á quý vị, má em kêu thôi bây giờ con ơi, con đem qua đó bó chổi quý vị biết không, hồi đó kiểu đã quên bên đó người ta bó khéo quý vị, rồi đem qua cái anh đó thì gần nhà bà con bên má em, thành ra qua đó bó chổi. Mà cái anh Tư này nó thì quý vị thấy tội nghiệp lắm, thấy thương em dữ lắm. Ôi bởi vậy em mới nói là cái người mà yêu á mà không thành nha quý vị. Tại vì em đã có trải qua một mối tình mà giờ không có được trọn vẹn đó quý vị. Nói thiệt chứ, tại vì quý vị không biết có khổ không chứ em từng khổ vậy, em sợ quá quý vị ơi. Em trải mốt qua gặp lại cái bác tiên đó chắc mời bác uống chè. Đúng rồi, nếu mà giờ gặp lại thì nó nào ngay. Bây giờ thì ai cũng đã có gia đình hết rồi. Em thì em cũng có gia đình, mà cái bác anh Tư đó cũng có gia đình, thì bây giờ gặp nhau thì coi như cũng như là bạn. Rồi nói thiệt để kể cho quý vị nghe một cái chuyện này nè. Cái bữa nọ em với là em gái em đi chợ, mà em đâu có nghĩ là cái anh Tư này ảnh ngồi trong quán cà phê mà ảnh uống cà phê. Mà nói này lâu nghe quý vị, lúc đó em là em cũng em mang bầu gái thứ ba của em, mà em đi ngang đó mà em đâu có dòm trong tiệm cà phê chi quý vị. Cái em gái của em mới nói nè, chị ba có cái anh nào mà kêu tên chị. Cái mới nói em gái thì em mới nói không có đâu dì Tư ơi, dì Tư nghe ấy. Cái nó không có, em nghe thiệt mà, em nghe đó. Cái xong đàng hoàng cái lâu lắm mấy tháng sau em mới đi qua đó em bó chổi. Cái anh Tư đó ảnh mới nói là kêu mà sao em không nghe. Cái em mới nói vậy, em mới nói trời coi, nhầm khi người ta ngồi trong quán ta uống cà phê mà hỏi chứ mình đâu vô đâu quán là mình dòm chi, mình đi ngang thôi, mình dòm ngoài lộ này mình đi chứ mình đâu dòm trong tiệm làm gì. Cái anh Tư đó anh nói trời ơi, nói thiệt chứ quý vị nghe, cái anh Tư đó ảnh cũng khóc nữa, ảnh khóc kêu bằng hả, ảnh nói tại sao mà lại kêu bằng hả là thương mà không nói ra, xong không chờ đợi ảnh. Mà nói thiệt quý vị cũng khổ lắm quý vị, làm sao ấy bây giờ, không lẽ em bây giờ bỏ nhà để mà đi theo cái anh Tư đó, làm sao cho cha mẹ đẹp mặt đỡ mày với em, nỡ lòng nào mà em để cho cha mẹ như vậy. Em phải vì chữ hiếu, em giá nào em cũng phải vì chữ hiếu, em cũng phải trả chữ hiếu. Bây giờ cái tội bất hiếu là cái tội đó đứng đầu. Em nói thiệt quý vị hả, trả hiếu cho cha mẹ, tuy mặc dầu em nghèo em không có tiền của, nhưng mà bây giờ em trả hiếu cho cha mẹ em vì một lời nói ha, em làm những cái chuyện gì cho cha mẹ em, giúp cho cha mẹ em rất là mừng. Em nói chung là em nói thiệt chứ quý vị, em cầu xin toàn cầu thế giới hết, ngày nào em cũng thắp hương cầu nguyện cầu xin cả thế giới, nói chung là cho được bình yên hết. Trời, qua không nói gì, qua nói à.